Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Top Sao Hoa. Và ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ lỡ. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch được coi là đối thủ nhan sắc khiến ai cũng phải kiêng dè. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng body tỷ lệ vàng, đôi chân dài nuột nà. Có thể nói sự hiện diện của người đẹp này luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Vậy nhưng mới đây, Trang Sina khiến dư luận xôn xao bàn tán khi chia sẻ một tấm hình chụp từ phía sau. Bóng lưng nần nẫn thịt của một nữ minh tinh bỗng thu hút sự chú ý lớn từ phía công chúng. Theo đó thì tấm hình này hoàn toàn chụp bằng camera thường, hoàn toàn không qua chỉnh sửa và nhân vật trong hình khiến dân tình ngã ngửa khi biết rằng đây chính là Dương Mịch, nữ thần visual hàng top của làng giải trí xứ Trung. Khi đem bức ảnh mà đã qua chỉnh sửa trong cùng một trang phục có thể thấy mỹ nhân họ Dương khác hoàn toàn, không thể không dành lời khen cho những chuyên gia chỉnh sửa ảnh đỉnh cao trong phòng làm việc của Dương Mịch. Không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị lộ hình ảnh với vùng lưng đầy thịt như thế này. Trước đó khi diện váy cúp ngực thì Dương Mịch để lộ phần cánh tay và nách ngấn thịt. Những bức ảnh được studio đăng tải đã được chỉnh sửa rất nhiều khiến người đẹp trở nên hoàn hảo không tí vết. Chính vì vậy khi nhìn hình thực tế mà người đi đường chụp lại thì khiến bao người bị vỡ mộng với sắc vóc của Dương Mịch. Dương Mịch vốn là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, do đó những thông tin liên quan đến nữ diễn viên này luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Mọi nhất cử nhất động của Dương Mịch đều được đưa ra bàn tán từ nhan sắc cho đến sự nghiệp. Tối ngày hôm qua mùng 10 tháng 1, Đinh Lệ Nhật Ba nhận lời mời tham dự sự kiện livestream giao lưu cùng khán giả của một thương hiệu mỹ phẩm. Có thể nói với mỗi sự kiện như thế này thì mỹ nhân Tân Cương thu hút sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ. Nhan sắc cùng phong thái của nữ diễn viên luôn được đặt lên bàn cân so sánh. Xuất hiện cực kỳ gợi cảm với đâm quay quyến rũ, Nhật Ba khiến bao khán giả châm trồ và ghen tị vì vóc dáng mảnh mai, nước da trắng mịn, đặc biệt là xương quai xanh cùng bờ vai chuẩn móc áo. Vậy nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về những khung hình không sử dụng filter của Nhật Ba. Cô nàng gây xôn xao khi lộ rõ nếp nhăn quanh vùng miệng cùng bọng mắt khá lớn. Đây chính là lý do vì sao mà visual của người đẹp tam sinh tam thế trở nên dư chát, không hề trẻ trung và ngọt ngào như những tấm hình đã được chỉnh sửa. Quả thật, vấn đề lão hóa của Đinh Lệ Nhật Ba được đề cập khá nhiều lần trong những năm qua. Dù chưa chạm mốc 30 tuổi nhưng người đẹp thường xuyên lộ làn da chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện nhiều bên khóe mắt, quanh vùng miệng và hai bên má. Vậy còn đối với bạn thì bạn có nhận xét như thế nào về nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của hai người đẹp trên đây? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hoa. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.